Ngày hôm nay được có một cái tuần lễ fashion show rất là đông đúc, những anh chị em nghệ sĩ đến đây và Nguyễn Hồng Nhung cũng không ngoại lệ đến đây để support cho Thái Nguyễn, Cô Chùa và tất cả những nhà design khác, thưa quý vị. This is the first time, you know, Advanced Beauty College sponsors something so big that we have over 70 models and, you know, and everything, the look and the makeup and, you know, the hair done and everything is, it's just so exciting and overwhelming at the same time. You know, we were so worried, but it's all turned out awesome and great, and we're looking forward to, you know, in half an hour, we're having the show going on, and that's all what we're waiting for right now. From what I know, là hair and makeup của chị Lin với lại Quỳnh Anh cũng là từ Advanced Beauty College ra, thành ra xin mời. Can you model your hair in the back? It looks so pretty. Look at this. Wow. Quỳnh Anh xin cho khán giả xem một chút xíu. Wow. Rất là elegant. Of course, you get your turn too. See? Perfect. Chúc mừng cho Việt Fashion Week. Đây, Dũng biết đây là cái chương trình đầu tiên của người Việt mình. Nhưng mà Dũng hy vọng là không phải là chương trình cuối. Hy vọng là cái sự thành công này sẽ là mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức và sẽ lan rộng hơn. Hôm nay Dũng nghĩ là cái sự mong đợi của không phải của người Việt không, mà người hải ngoại, người khách nước ngoài, họ cũng đang chú trọng vào cái chương trình này rất nhiều. Những người tên tuổi, thời trang và những người mẫu đều có mặt ở trong chương trình này hết. I believe là tối nay mình được witness một cái evolution của cái traditional Vietnamese culture của mình. And evolving to blend with our modern American culture, and I think it's something to be proud of, and I think it's wonderful to bear witness tonight something so special, to so unique. Thay mặt ban tổ chức và thay mặt Việt Fashion Week rất là cảm ơn Lexor, vì Lexor là principal sponsor tối nay. Không chỉ là tối nay mà Lexor là cái sponsor lớn nhất thế giới mà đã giúp cộng đồng Việt Nam rất là nhiều. Có thể nói là Thu Phương rất vui và rất hãnh diện ngày hôm nay có mặt ở đây để chứng kiến một cái sự kiện văn hóa rất đặc biệt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cũng như tất cả các bạn bè các nước trên thế giới có thể nhìn thấy ở đây là một cái sinh hoạt Phương nghĩ rằng là rất là tuyệt vời để lưu giữ tất cả những cái văn hóa Việt ấy, và Thu Phương cảm thấy mình vui vì mình đã có mặt ở đây. Thanks, we're excited to be here and thanks for the invitation. Love it. I loved it just driving in, all the lights in the building and the beautiful ladies and the dresses, and I can't wait to see what's next. I am so excited. This is my first fashion event and I am absolutely blown away. I cannot wait to see what's next. Thank you, Douglas. Thank you for coming to Viet Fashion Week. How I understand it is your wife, Vicky, is one of the designers. Yes. Please be dazzled. Please share. Many sleepless night. Congratulations first to Viet Fashion Week. And it's a beautiful turnout. Vicky's been working really hard. I'm very proud of her. And I see all the other 7 designers. I'm very excited and look forward to the show. Congratulations, everybody. Quý vị ơi, Hương Thủy đang mặc trên người một chiếc áo dài do Thái Nguyễn design. Thì để cho Hương Thủy đi một vòng cho quý vị xem chiếc áo dài này nha. Rồi, thấy cái ở trước. Yes. Wow, that's good. Wow, Thái Nguyễn thì cũng không quá xa lạ gì đấy với Huy Kim cả, là một người bạn, một người em đối với Huy Kim. Tại vì always he là một cái khi mà Thái Nguyễn đụng vào thì em thấy là một chiếc áo nó vừa trang trọng mà nó vừa có mang tính chất cổ truyền Việt Nam. Đây là bà Diana Carey. Oh, it's wonderful to be here and we're just thrilled to be here for the first annual event. And just I have to tell everyone that Westminster was just voted the 4th in the nation best dressed city, small city. So tonight is very apropos and I'm really looking forward to it, all the different dresses. And I think you actually have something to do with that as well, right? Yes. Check out her áo dài, coi áo dài của bà Diana Carey. Wow, could you do a 360 for us? Thank you so much. Vâng, trước hết trên thì có xin kính chào các khán giả đang xem đài Việt Fashion Week của Việt KCV. Vâng, xin chào anh chị. Và accessory của anh là xinh đẹp. Đây là người nữ ca sĩ của Andy, cũng là người bạn của Andy, đó là tên là nữ ca sĩ Ngô Như Thủy. Xin hỏi Ngô Như Thủy, tối nay cái bộ áo rất là đẹp. Thì ở designer người nào? Dạ, hôm nay rất là đặc biệt, rất là hãnh diện, tại vì hôm nay là mặt của hai cô sinh đôi là Tachika. Dạ, design này của Tachika Twin. Wow. Can we take a quick pic of the 360? Wow, nó hở nhưng mà nó mostly kính. Right? Nó kính hơn là hở. Đúng rồi. Vậy mới đẹp. This is proof that everything from Westminster is beautiful, right? Westminster, what is it? Tung Po Westminster rất là đẹp. Big time, yeah, right?
big time. Very happy to be here, and this is a great event, and I'm really excited and looking forward to the evening. Hôm nay là lần đầu tiên mà chương trình Việt Fashion Week đã tổ chức tại Lido Sài Gòn. Và tối hôm nay Linh được mặc bộ đồ của người designer tên là Vicky Nguyễn. Thật sự ra cái chiếc áo này Linh đã thử 3 lần rồi mà sợ quá không biết có nên mặc hay không. Vicky nói là chị lên nơi chị phải mặc tại vì em cũng đã add thêm nhiều lắm rồi. Chị đã cover cho chị khá nhiều đó, chị đừng có sợ. This is the very first Việt Fashion Week ever here in OC, right? So I was very excited. You see that I'm dressed up. We can see that first time in U.S. Oh wow, that's exciting! And I seen the poster. There's a lot of inspiring and good designers, so I can't wait to see the show. Anthony Chung, good friend of the Viet American Chamber of Commerce Board of Directors, representing Walmart. Please share with us your thoughts on the event today. Oh, I think it's great. Proud of you guys and proud of you what you guys are doing. So great job. Thì đây là một cơ hội rất là tốt cho hai em đến với cộng đồng người Việt, giới thiệu với cộng đồng người Việt những mẫu áo quần rất là simple nhưng mà cũng là rất là cái bằng nó có một cái nét riêng của hai em. Ba và mẹ của Tô Tâm, Tô Nga rất sung sướng là mà mong mỏi từ lâu là muốn cho hai đứa con gái mình đi vào cộng đồng của người Việt Nam. Thì chúng tôi rất là vui mừng. I want to say one thing that I'm proud of the Vietnamese designers and I'm proud of every single model that's here and I'm happy and honored to be here tonight. Trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị, mến chào bác sĩ Tâm, mến chào Gia. Đây là bạn của chúng tôi là Kim Loan, đến từ New York. Kim Loan là làm trong ngành modeling fashion. Thành ra khi mà tới đây chúng tôi rất là ngạc nhiên. Trước khi đi thì hai người cũng có nói là Việt Nam mình càng lúc càng giỏi và tổ chức lớn như thế này, mà đặc biệt là mình transform cái Phước Lộc Thọ thành một cái địa điểm thật là hay, thật là lạ. Everyone's so excited. Mà mấy ngày hôm nay theo dõi trên Facebook, trên online thì thấy ABC nè, trường thẩm mỹ của bác sĩ Tâm đang trang điểm cho mọi người. Cứ mỗi lúc thấy một cái thay đổi, cứ hồi hộp quá, thành ra tới đây rất là vui. Yeah, well, I mean, I really love the production here. I actually run a modeling agency, represent a lot of like all of the Asian models in New York. I'm so excited to really be able to see, to know that, you know, I'm actually at a red carpet event and we're no longer a minority, we're the majority, and it's all Vietnamese people. Và Kim Loan cảm thấy rất là hãnh diện là Kim Loan được có thể ở đây và chia sẻ được ngày hôm nay. Thì Kim Loan coi Calvin Hume, I'm a really big fan of his work. Oh, Vicky. Bathing suit design, yeah, that's very sexy, very glamorous, so I'm very, very excited to see the show today. Thành ra, I'm just amazed and I'm so honored to be here. Hôm nay chúng tôi rất là vui được đi cùng với là hai nghị viên Dan Carey và Sergio Contreras đến đây để tham dự cái buổi Việt Fashion Show. Và chúng tôi xin nhân cơ hội này xin được cảm tạ VACOC cũng như là các người mẫu, các nhà thời trang và cũng như là ban tổ chức đã tạo cái cơ hội để mà cho các người tạo mẫu để giới thiệu những bộ sưu tập về quần áo cũng như là thời trang và thể hiện cái nét đẹp của cộng đồng Việt tại hải ngoại. See you on the runway.